Nga tấn công cảng nội địa chính của Ukraine trên sông Danube hôm 2 tháng 8. Các cuộc tấn công đã đẩy giá lương thực toàn cầu tăng cao khi Moscow tăng cường sử dụng vũ lực để ngăn chặn xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Đoạn video do Bộ Chỉ huy tác chiến phía Nam Ukraine công bố cho thấy các tòa nhà cảng đổ nát ở Izmail thuộc vùng Odessa. Các cuộc tấn công đã buộc các con tàu phải dừng lại và thả neo trong khi chuẩn bị cập cảng và chất đầy ngũ cốc của Ukraine, bất chấp lệnh phong tỏa trên thực tế mà Nga đã tái áp đặt vào giữa tháng 7. Izmail, bên kia sông Danube từ Romania, kể từ đó đã trở thành tuyến đường chính xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Các bức ảnh do Văn phòng Công tố Ukraine công bố cho thấy ít nhất 2 kho chứa ngũ cốc bị phá hủy. Reuters không thể kiểm chứng vị trí hoặc ngày tấn công. Không có báo cáo về thương vong. Nga không ngừng tấn công cơ sở hạ tầng cảng và nông nghiệp của Ukraine kể từ khi tái áp đặt lệnh phong tỏa. Kiev cho biết mục đích của họ là thuyết phục các chủ tàu hàng và các công ty bảo hiểm rằng các cảng của Ukraine không an toàn để tiếp tục xuất khẩu. Hai nguồn tin trong ngành nói với Reuters rằng các hoạt động tại cảng đã bị đình chỉ. Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo quyết định của Nga từ bỏ thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian có thể gây ra khủng hoảng lương thực và nạn đói ở các nước nghèo nhất thế giới. Điện Kremlin ngày 2 tháng 8 tái khẳng định lập trường của mình đối với thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen, cho biết Moscow sẵn sàng quay lại hiệp định cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine bằng đường biển một khi phần của thỏa thuận mà Nga quan tâm được thực hiện. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nói với các phóng viên rằng Tổng thống Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm vào sáng ngày 2 tháng 8 với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Moscow đã rút khỏi thỏa thuận vào tháng trước, phàn nàn rằng cộng đồng quốc tế đã không đảm bảo rằng Nga cũng có thể tự do xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của mình như một phần của thỏa thuận đó. Cựu Tổng thống Donald Trump hôm 2 tháng 8 bị buộc tội vì những âm mưu của ông nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Lần thứ 3 trong vòng 4 tháng, ông Trump bị buộc tội hình sự, dù ông đang vận động tái tranh cử vào năm tới. Công tố viên đặc biệt của Hoa Kỳ Jack Smith ngày 1 tháng 8 công bố bản cáo trạng thứ 3 chống lại ông Donald Trump, phát sinh từ những nỗ lực của cựu Tổng thống nhằm lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020, mà ông Smith cho rằng đã thúc đẩy cuộc tấn công vào Điện Capitol của Hoa Kỳ hôm 6 tháng Giêng năm 2021. Vụ tấn công vào Điện Capitol của đất nước chúng ta vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 là một cuộc tấn công chưa từng có vào trụ sở của nền dân chủ Hoa Kỳ. Như được mô tả trong bản cáo trạng, nó được kích động bởi những lời dối trá của bị cáo, nhằm mục đích cản trở chức năng nền tảng của chính phủ Hoa Kỳ, quá trình thu thập, kiểm đếm và xác nhận kết quả của cuộc bầu cử tổng thống. Những người thuộc lực lượng thực thi pháp luật bảo vệ Điện Capitol của Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 là những anh hùng. Họ là những người yêu nước và họ là những người xuất sắc. Họ đã làm được điều đó không chỉ để bảo vệ một tòa nhà hay những người trú ẩn trong đó, mà họ đặt tính mạng của mình lên hàng đầu để bảo vệ chúng ta với tư cách là một quốc gia và một dân tộc. Bản cáo trạng gồm 4 tội danh cáo buộc ông Trump âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ bằng cách ngăn cản Quốc hội xác nhận chiến thắng của Tổng thống Joe Biden và tước bỏ quyền bầu cử công bằng của cử tri. Các công tố viên nói ông Trump biết tuyên bố của mình rằng cuộc bầu cử gian lận là tuyên bố sai, nhưng vẫn lặp lại để tạo ra bầu không khí ngờ vực và phẫn nộ dữ dội trên toàn quốc, đồng thời làm xói mòn niềm tin của công chúng vào việc điều hành cuộc bầu cử. Ông Trump đang dẫn đầu một nhóm đông đảo các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa trong cuộc vận động trở lại Tòa Bạch Ốc năm 2024. Chiến dịch tranh cử của ông Trump nói ông luôn tuân thủ luật pháp và mô tả bản cáo trạng là một cuộc đàn áp chính trị, gợi nhớ đến Đức Quốc xã. Bản cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn cũng cáo buộc ông Trump âm mưu với 6 cá nhân khác để lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Những người đồng lõa không được nêu tên, nhưng một trong số đó dường như là cựu quan chức Bộ Tư pháp Jeffrey Clark, cựu lãnh đạo bộ phận dân sự, người đã tìm cách được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp để có thể tiến hành các cuộc điều tra gian lận bầu cử ở Georgia và những tiểu bang dao động khác. Một đồng phạm bị cáo buộc khác dường như là luật sư John Eastman, người đã gợi ý một cách sai lầm rằng Phó Tổng thống Mike Pence có thể bác bỏ việc xác nhận kết quả bầu cử. Bản cáo trạng hôm 1 tháng 8, đại diện cho vòng cáo buộc liên bang thứ nhì của ông Smith, người đã công bố bản cáo trạng gồm 37 tội danh chống lại ông Trump vào tháng 7 vừa qua về việc ông lưu giữ các tài liệu mật. Vào tháng 3, ông Trump đã bị buộc tội với cáo giác làm giả hồ sơ kinh doanh liên quan đến khoản thanh toán tiền bịt miệng
cho ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels. Ông Trump đã không nhận tội trong cả hai vụ đó và nói đây là một phần của cuộc truy bức có động cơ chính trị. Ông Trump cũng phải đối mặt với cuộc điều tra hình sự thứ tư của một công tố viên quận ở Georgia về cáo buộc ông tìm cách lật ngược thất bại bầu cử năm 2020 của mình ở tiểu bang đó. Ông Trump được lệnh phải ra trình diện tòa án liên bang ở Washington vào ngày 3 tháng 8 về bản cáo trạng mới nhất. Đồng peso của Cuba hôm 2 tháng 8 được giao dịch trên thị trường không chính thức ở mức thấp nhất mọi thời đại là 230 peso 1 đô la Mỹ, tức giảm xuống còn một nửa giá trị so với một năm trước, trong lúc người tiêu dùng đang chống chọi với lạm phát gia tăng và hàng hóa khan hiếm. Nhà nước Cuba coi tỷ giá hối đoái không chính thức, được theo dõi rộng rãi thông qua hãng tin độc lập Autoque là bất hợp pháp, nhưng họ đã không thể đóng cửa nó. Nhà nước chính thức chốt đồng nội tệ ở mức 120 peso 1 đô la, nhưng không có nhiều đô la để trao đổi. Các nhà kinh tế Cuba nói, sự lao dốc của đồng peso phản ánh cuộc khủng hoảng kéo dài 4 năm ở quốc gia do Cộng sản điều hành, do thiếu ngoại tệ chuyển đổi và sản xuất sa sút. Trong khi nhà chức trách chủ yếu đổ lỗi cho các chế tài cứng rắn hơn của Hoa Kỳ và đại dịch Covid là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng, thì các nhà phê bình chỉ ra tốc độ cải cách theo định hướng thị trường diễn ra chậm chạp. Đồng peso yếu, đồng tiền mà hầu hết người Cuba được chi trả, làm giảm sức mua của đồng lương vốn đã ít ỏi, hiếm khi lên tới 5.000 peso hàng tháng, hoặc 20 đô la theo tỷ giá hối đoái hiện tại. Chi phí địa phương của nhiều hàng hóa nhập khẩu bằng đô la cũng tăng vọt khi đồng peso lao dốc. Các chuyên gia ước tính 40% trong số 11 triệu dân Cuba sống hoàn toàn dựa vào đồng peso và không được tiếp cận với đô la. Khối khu vực Tây Phi ECOWAS ngày 2 tháng 8 cử một phái đoàn đến Niger để đàm phán với các sĩ quan quân đội lên nắm quyền trong cuộc đảo chính tuần trước, trong khi các chỉ huy quốc phòng khu vực gặp nhau ở nước láng giềng Nigeria. Nếu chúng tôi có thể sử dụng một giải pháp hòa bình của trật tự hiến pháp trong nước, thì đó là lựa chọn ưu tiên của chúng tôi. Nhưng chúng tôi phải chuẩn bị cho mọi tình huống và thưa quý vị ở đây cho tình huống cuối cùng đó, phương sách cuối cùng, lập kế hoạch trước cho một can thiệp có thể xảy ra để khôi phục trật tự hiến pháp. Cộng đồng kinh tế của các quốc gia Tây Phi ECOWAS đã đặt các chế tài đối với Niger và cho biết có thể dùng vũ lực nếu thủ lĩnh cuộc đảo chính không phục hồi chức vụ cho Tổng thống đắc cử Mohamed Bazoum trong vòng một tuần kể từ ngày 30 tháng 7. ECOWAS đã đấu tranh để ngăn chặn sự suy thoái dân chủ ở Tây Phi và tuyên bố rằng các cuộc đảo chính sẽ không còn được dung chấp sau các cuộc chiếm quyền quân sự ở các nước thành viên như Mali, Burkina Faso và Guinea, và một cuộc đảo chính bất thành ở Guinea-Bissau trong hai năm qua.